gian buổi chiều cuối cùng của năm Quý Mão, hướng đến xuân mới Giáp Thìn với nhiều mong ước. Mỗi em nhỏ biết ước mơ và được chắp cánh ước mơ. Mỗi bạn trẻ cháy hết mình với đổi mới sáng tạo. Xuân năm nay vui hơn năm qua, phúc lộc tài về với mỗi mọi nhà. Tay trong tay anh và em luôn vui ca, phúc đồng đầy là cái Tết sum vầy. Sum vầy bên nhau tiếp thêm tươi vui. Ai cũng đi đến cùng đam mê trách nhiệm, khi ấy triệu triệu con tim cùng chung khát vọng.